Hello, xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Bot Dog. Hôm nay Bot Dog lại xin chia sẻ gửi tới mọi người một cá thể mông cộc đực nâu đỏ. Và lát sau thì mình sẽ báo giá gửi tới mọi người chú nâu đỏ này mà là như thế nào. Được anh Thắng, anh ấy quan tâm, anh ấy hỏi là chú nâu đỏ này thì cân nặng bao nhiêu và đo cho anh cái kích thước. Thì mình đã chuẩn bị hai cái thước rồi. Đây, một cái thước kéo này và một thước dây, và mình sẽ đo thước dây trước để cho anh ấy tận mắt anh ấy chứng kiến, và mình sẽ báo cho anh ấy một cái số đo chính xác. Đây nha anh Thắng ơi, em sẽ dùng cái thước dây này em đo cho nó cái chiều cao từ dưới đất lên lưng nha anh nha. Đấy là 58, và em sẽ đo từ cổ xuống dưới tận đuôi nó nhá. 68 anh nhá, 68. Rồi em sẽ đo cái hộp sọ này không, để đo mõm nhá anh nhá, đo mõm nhá, đo mõm. Mõm của nó là 25. Nào đây xem nào, từ mõm đến cái đỉnh đầu này 24. Đấy, để xem vành chân nhá. Đấy, vòng chân, vòng chân dưới thôi anh nhá. 12. Chân sau. Ở chân dưới thì có 11 thôi, hai chân trên thì 12. Đấy, đo luôn eo bụng này. 68 anh ạ. Rồi đo eo nhá. Đấy đang ngực đấy, vừa lúc đây đang ngực đấy. Bây giờ đo eo. Đo eo này. Không kẹp vào hàng của nó. 58. Rồi em đo lại thước lại một lần nữa, thước này để cho chính xác hơn. Ừ, cái này thì được 57 thôi anh ạ. 57. Cái này thì đo nó không được chuẩn, bởi vì nó đứng không thẳng, là đứng thẳng ra. 57, cái này được 67. 67. Nào đo hộp mõm mà. Con này để đo dây này thì không được, vừa đúng là 24 đúng không? Đúng rồi, cái này là thước nó thẳng quá. Đấy, cái số đo của nó là cao này là 58, 57, vành chân là 12, kia là 67, lưng 67. Đấy. Và sau đây thì em sẽ thả bạn ý ra để cho mọi người theo dõi nhé. Đấy, sau khi đo rồi em thả ra, và lát nữa thì em sẽ báo giá gửi tới quý vị khán giả theo dõi video. Đấy. Rồi em thả ra, và mọi người theo dõi thì có thể dùng các cái phương pháp như của mình này để tập cho những bé cún nào mà gọi là già tuổi và gọi là cứng đầu, để tập cho nó thuần thục và nó nghe lời chủ hơn nhá. Đó, khi mà em thả ra cả trong ánh sâm và ánh nắng để cho mọi người đều có thể theo dõi em ý một cách chi tiết hơn. Mọi người theo dõi video thì nhà mình thì ở gần đường nên là xe máy đi qua lại thì nó cũng hơi ồn, nên là mọi người theo dõi video thì thông cảm. Và để ngắm bắt một cách chi tiết hơn thì có thể gọi điện thoại trực tiếp tới mình, số điện thoại 0976 370 396. Mình ở Hưng Yên nhá. Mọi người theo dõi video, đừng rời khỏi màn hình, và sau đây mình sẽ hướng dẫn tập lệnh cho nó để cho nó ngoan nhé mọi người nhá. Đây nhá, quý vị khán giả theo dõi thì mình cũng xin chia sẻ tận tâm tới mọi người. Và sau đây mình sẽ gọi bạn ấy đến để mình tập cho các bạn ấy. Rồi, lốc đây, lốc đây. Đó, rất là ngoan. Trước thì mình mới lấy về thì gọi thì nó không hiểu đâu, và nó cũng không nghe lời đâu. Và hiện tại đến bây giờ thì mình đã gọi được rất là ok rồi. Bởi vì là chó con thì nó rất dễ, còn những chó mà nó bắt đầu nó trưởng thành rồi, nó biết rồi ấy, thì trước đây thì có thể là nhà chủ người ta đã tập cho thì nó rất dễ, nhưng mà đây là chủ chưa được tập cái gì, chưa tập cho bạn ấy một cái gì cả, nên là bạn ấy cũng không biết nó là thế nào là đúng là sai cả. Đấy, thì bây giờ về gia đình mình đã điều hướng cho bạn ấy như vậy, thì anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu nó thì cũng rất dễ là để quen và gần gũi nó. Và sau đây thì mình sẽ dùng cái xích này để tập cho bạn ấy một số lệnh cơ bản rất cần thiết cho mình, cho gia đình của các bạn, và cho những bạn nào mà nuôi cún hoặc là nuôi chó ở nhà thì rất là đơn giản thôi. Và sau đây mọi người theo dõi nhá. Rồi, ra đây. Rồi, lắp đây. Đấy, gọi này, mình sẽ đứng bên cạnh mình. Đấy, mình sẽ dắt nó đi vòng tròn. Đấy, đi bên cạnh nào. Rồi, rất giỏi. Có cái xích này thì mình sẽ điều hướng của nó một cách dễ dàng hơn. Đấy, nào, lóc cạnh đây, lóc cạnh nào, cạnh đây, cạnh đây, cạnh. Rồi, rồi, khi mà như thế này nó đứng đứng tốt rồi thì mình sẽ tập cho bạn ấy lệnh ngồi bên cạnh mình. Lóc ngồi nó, lóc ngồi, ngồi đó, ngồi, lóc ngồi, lóc ngồi, lóc ngồi. Giỏi, đó. Rồi, khi mà ngồi đây mình có thể cho bạn ấy nằm xuống được. Nằm. Đúng không? Rồi. Đó, thế làm này. Rồi, khi mà nó chưa biết cái lệnh đó và mình cho nó làm xuống, nó có thể là nó dừng như thế này nhá. Thì mọi người có thể tập theo như này. Cách, lóc cạnh đây, cách. Rồi, ngồi. Nằm. Rồi, nằm yên. Rồi, nằm yên. Đứng. Rồi. Nào, đốc ra. Thế. Rồi. Đốc ngồi. Ngồi đó. Ngồi. Rồi. Đó. Cũng rất là đơn giản thôi. Mọi người theo dõi thì có thể thấy hay, tặng cho mình một like và chia sẻ cái video này để nhiều người biết tới cái video này, để có những gia đình nào mà có nhu cầu muốn tập cho bé cún hoặc là chó nhà mình nó được thuần thục như thế này thì có thể theo dõi cái video này. Đây, xin thưa với quý vị khán giả là nó có nem một tí ngực, gọi là chấm lăng loang một vài cái sợi lông thôi. Đấy, cũng một đực một chúm ấy. Đấy, nhà mình ở được gần đường nên là nó hơi ồn, nên mọi người theo dõi video thì cũng thông cảm. Đấy. Đấy, nó cũng có tí thế thôi nhé mọi người nhá. Rồi, sáng sớm thì mình sẽ làm một quả trứng thôi để cho bạn ý nót dạ buổi sáng. Rồi, ăn đi. Ăn trứng này thì rất tốt cho dòng chó đực nhé mọi người nhé. Đấy, nó vừa có canxi và tạo tinh rất là tốt. Đấy. Và sau đây mình xin báo cái tình trạng sức khỏe và cân nặng của bé này. Bé này được 2 tuổi, răng đủ, chân tay khum gọng ổn định. Đấy. Lưỡi đốm và đi cà xuống ống đầy đủ. Trạng cân 23 kg, là đực nhá, màu nâu đỏ. Đấy, bố cháu là dòng dõi của con Suzuki. Nếu mà ai mà đã theo dõi cái kênh của mình thì cũng biết một số dòng giống là gọi là hàng nổi tiếng đấy, kiểu như là con Lukaku này, đấy, và con Mỡ đấy, thì cũng là một trong những dòng giống của chó mông cộc gọi là hàng đắt tiền. Và hiện tại đến bây giờ là dòng giống mông cộc này nó đang bị giảm rất là sâu đấy, nên là anh em nào có nhu cầu thì có thể mua những chú cún như thế này về sở hữu, thì vừa trông nhà và vừa có thể tạo giống được. Rồi, và sau đây không biết mọi người còn có thắc mắc gì mà muốn hỏi thêm thì có thể điện thoại cho mình qua số điện thoại 0976 370 396 thì mình sẽ báo cái chi tiết hơn. Đấy, còn hiện tại đến bây giờ thì mình chưa nhớ là còn có cái thiếu những cái gì không. Và sau đây mình sẽ báo giá gửi tới mọi người. Chú này đang được mình giao bán là 9,5 triệu. Đấy, 9,5 triệu là không bao ship đâu nhá. Nếu mà trong vòng khoảng tầm 30 cây thì mình sẽ bao ship, bởi vì là mình sẽ có điều kiện để mình bao được ship. Đấy, trong vòng tầm đó thì mình bao được, còn đâu xa quá thì mình không bao được đâu nhá. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu nó thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình. Trong quá trình theo dõi video, mọi người có những vấn đề gì thắc mắc và chưa hiểu rõ và muốn tìm hiểu kỹ càng hơn thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình. Thời gian làm video của mình cũng tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.